Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022. Theo đó, phương thức tuyển sinh sẽ kết hợp xét tuyển với thi tuyển. Về các tính điểm xét tuyển, căn cứ vào kết quả xếp loại hành kiểm và học lực 4 năm học cấp trung học cơ sở, thí sinh sẽ thi 3 môn, toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Hình thức thi, môn toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận, môn ngoại ngữ thi theo hình thức tự luận kết hợp với trách nghiệm. Thời gian làm bài thi môn cự văn toán 120 phút trên một môn, môn ngoại ngữ 90 phút. Hệ số điểm, bài thi môn toán môn ngữ văn hệ số 2, bài thi môn ngoại ngữ hệ số 1. Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chủ yếu ở lớp 9. Nguyên tắc xét tuyển chỉ xét tuyển đối với các thí sinh tham gia thi tuyển đủ cả 3 môn ngữ văn, toán ngoại ngữ và điểm mỗi bài thi đều lớn hơn không.